Xin chào các bạn Trong bài hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề hoa hướng dương ha Trên tay mình đang làm một bó hoa hướng dương xinh xắn như thế này Bó hoa của mình sẽ gồm có hoa nở, nụ hoa và lá Thì đối với phần hoa nở này mình đã thấy nhiều kênh hướng dẫn cho các bạn móc rồi Thì mình sẽ không hướng dẫn lại mẫu hoa này nữa Mà mình sẽ hướng dẫn móc nụ hoa hướng dương Để mình có thể trang trí cho bó hoa của mình thêm đa dạng hơn ha Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Tiếp tục móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta nắm sợi len ngắn quất thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó mình sẽ kết thúc vòng ha đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời các bạn nhớ quốc cho mình cái mũi dời nó nhỏ lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai Quốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè Tiếp tục đến vòng móc thứ hai, thì vòng móc đầu tiên sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai sẽ móc cho mình cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì khi kết thúc vòng ta sẽ có tổng cộng là 3 cụm như thế này ha cụm thứ hai nè một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai ha ta tiếp tục cộng thứ ba sẽ nằm ở hai chân cuối cùng một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc sau khi kết thúc vòng thứ hai nè mình sẽ tăng lên được 3 mũi ha đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì vòng thứ hai của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là chín chân móc ha chín chân móc cho hàng thứ ba nè thì hàng thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ ba móc một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc và một móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi kết thúc vòng mình cũng có được tổng cộng là 3 cụm như thế này ha. Một móc đơn nè. Hai móc đơn cùng chân móc. Và tiếp tục một mũi móc đơn vào chân kế bên. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai ha. Tiếp tục cụm thứ ba sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc và một mũi móc đơn nằm ở chân cuối cùng ta có được cụm thứ ba ha kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích vòng thứ ba của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân cho vòng thứ tư vòng thứ tư tiếp tục móc theo công thức như sau móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba vào chân thứ ba được ba mũi móc đơn mỗi chân móc rồi thì chân kế tiếp móc cho mình hai mũi cùng chân móc như vậy là ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này ha ba mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng mình cũng có được ba cụm như thế này ha ta có ba mũi móc đơn mỗi chân nè sau đó là hai mũi cùng chân móc tiếp tục ba mũi mỗi chân hai mũi cùng chân móc ta hoàn tất được vòng thứ tư kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì như vậy là vòng thứ tư của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 15 mũi móc đơn tạo ra 15 chân cho vòng kế tiếp ha thì vòng kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau hai chân móc đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn chân đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn thì như vậy là ở vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hai mũi mỗi chân nè sau đó là hai mũi cung chân móc và tiếp tục hai mũi mỗi chân móc ta sẽ có được cụm móc thứ hai ha đây là cụm thứ hai nè tiếp tục cụm thứ ba cũng làm tương tự hai mũi mỗi chân móc hai mũi cùng chân móc và hai mũi mỗi chân móc ta được cụm thứ ba ha kết thúc vòng này, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì vòng thứ năm của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 18 mũi móc đơn ta có 18 chân móc ha 18 chân này nó sẽ tạo ra cái độ rộng cho phần đài rồi thì hàng kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi mà lúc này ở cái hàng này các bạn để ý cho mình ở mỗi chân móc có hai đường móc một đường nằm bên trong và một đường nằm bên ngoài thì hàng móc này mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên ngoài của mỗi chân móc ha ta không tăng mũi nha Chân đầu tiên nè, đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân đó, móc một mũi móc đơn. Đường móc bên ngoài nha. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc mình cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài nha. Ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn vào 18 chân Sau khi móc đến cuối vòng ta được một hàng móc có 18 mũi móc ha. Kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Lúc này để ý ở bên trong của cái phần cuốn này nè. Khi các bạn lật vào bên trong thì nó sẽ còn dư ra một cái đường móc. Đường móc này lát nữa mình sẽ móc cái phần cánh hoa ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đài ở phía ngoài trước. Từ cái vị trí này các bạn móc lên cho mình là 7 mũi móc xích ha. 1 2 3 4 5, 6 và 7. 7 mũi này sẽ là chiều cao của cái phần lá đài phía ngoài nè. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ 7. Mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ 6, móc một mũi móc đơn vào chân thứ 6. Sau đó tiếp tục chân thứ 5 cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Khi mình đã có được 5 mũi móc đơn liên tiếp vào 5 chân rồi, còn lại một chân cuối cùng thì cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào đó. Ta sẽ có được cái hàng đầu tiên của cái phần cánh đài nè. Nó sẽ có được cái chiều cao là 5 mũi móc như thế này ha. Từ cái chân mũi móc đơn đầu tiên mình móc lên 7 mũi móc thì chân đó mình được tính là một đài rồi ha. Thì các bạn kết thúc đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời. Mình có được mũi dời đầu tiên kết thúc, tiếp tục mũi dời thứ hai vào chân kế bên và mũi dời thứ ba vào chân kế tiếp. Như vậy là khi hoàn tất một cái cánh như thế này nè, mình sẽ có 3 mũi dời ha, một mũi dời kết thúc và hai mũi dời vào chân kế bên. Mình sẽ chỉ cụ thể những cái chân móc mà mình cần để ý ha bảy mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên thì các bạn sẽ nhớ cho mình cái chân móc xích thứ bảy đây là chân móc xích thứ bảy nè lát nữa mình sẽ móc cái điểm nhỏ ở đây ha các chân móc cần chú ý tiếp theo đó chính là năm cái chân móc của năm mũi móc xích mà ta móc năm mũi móc đơn á đây để ý năm cái chân này ha và tiếp tục sẽ là năm chân móc của năm mũi móc đơn thì mình sẽ móc vào tất cả các cái chân móc mà mình vừa nói còn lại một chân móc xích cuối cùng cũng là chân móc xích đầu tiên mà mình bắt đầu gây nên Với cái chân mũi dời cuối cùng ở đây thì hai chân đó không cần phải quan tâm nữa nha Mình sẽ bỏ qua hai chân móc đó để tạo cái phần cánh đai á Sau đó để kết thúc thì tiếp tục móc cho mình ba mũi dời vào ba cái chân nè Thì từ cái mũi dời ở chân thứ ba các bạn sẽ tạo cho mình một cái cánh đai tiếp theo Móc lên cho mình 7 mũi móc xích nè để tạo cái chiều cao ha được 7 mũi rồi tiếp tục làm tương tự giống như cái đài đầu tiên bỏ qua chân thứ bảy móc vào chân thứ sáu một mũi móc đơn chân thứ năm móc một mũi móc đơn chân thứ tư tương tự chân thứ ba một mũi móc đơn và chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn khi mình đã có được 5 mũi móc đơn vào 5 chân rồi còn lại cái chân móc xích cuối cùng là chân đầu tiên mà mình bắt đầu móc nè chân đó mình sẽ móc một mũi dời vào đó thì cái chân của cái mũi mà mình vừa móc mũi dời với chân mũi dời này mình sẽ không tính ha tiếp tục kết thúc nè móc vào chân kế bên mũi dời đầu tiên chân kế tiếp mũi dời thứ hai và chân kế bên nữa mũi dời thứ ba ta sẽ có được cánh đai thứ hai ha móc tương tự cho mình cho đến hết thì ta sẽ có tổng cộng là 6 cái cánh như thế này sau khi hoàn tất được đến cánh cuối là tạo ra được 6 cái cánh như thế này rồi ha thì đến cái cánh cuối cùng nè mình sẽ móc hai cái mũi dời vào hai chân thôi đây, chân đầu tiên nè. Để mình kết thúc cái cánh đài này. Chân kế tiếp là cái chân nằm chính giữa nè. Lúc này mình chỉ kết thúc ở hai cái chân mũi dời thôi. Từ cái điểm này mình sẽ móc hàng thứ hai của phần cánh đài ha. Lúc này những cái chân móc mà mình vừa nói chân của cái mũi móc xích đầu tiên ta sẽ không nhắc đến cái chân đó nữa ha. Mình sẽ bỏ qua chân đó. Móc cho mình vào cái chân mà ta móc mũi móc đơn. Ở đây nè, các bạn sẽ thấy ở đây là cái chân mà mình móc mũi móc đơn nè móc vào đó một mũi móc đơn mình có 5 mũi móc đơn tạo ra 5 chân thì còn lại bốn chân bốn chân đó mình sẽ móc mũi nửa kép để cho cái phần cánh đài của mình nó rộng ra ha ta có nửa kép đầu tiên nửa kép thứ hai nửa kép thứ ba và mũi nửa kép thứ tư như vậy là ở đây mình sẽ có được 5 mũi nè một mũi móc đơn và bốn mũi nửa kép vào năm cái chân mà mình móc năm mũi móc đơn ha khi đã có được kích thước như thế này rồi tiếp tục ở cái chân của cái mũi mà mình nói là mũi móc xích thứ bảy á cái chân đó mình sẽ móc vào đó một cái điểm nhọn cho phần lá thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn được hai mũi móc đơn rồi mình sẽ gây nên ba mũi móc xích một hai ba sau đó mình đâm kim vào chân xích đầu tiên ở đây ta sẽ thấy một cái đường nằm ngang nè Đâm kim vào đó móc một buổi dời Ta tạo được điểm nhọn cho cái phần cánh đai nè sau đó tiếp tục ở cái chân móc xích thứ bảy đó tiếp tục móc thêm hai mũi móc đơn nữa như vậy là ở đây mình sẽ có được bốn mũi móc đơn tạo ra điểm nhọn cho phần cánh đai ha còn lại năm chân móc của năm mũi móc đơn thì mình sẽ móc đối xứng như bên kia mình sẽ móc bốn mũi mà nửa kép vào bốn chân trước đây là chân mũi đơn đầu tiên nè một mũi nửa kép tiếp tục nửa kép thứ hai vào chân thứ hai nửa kép thứ ba nửa kép thứ tư vào chân thứ tư được bốn mũi nửa kép rồi còn lại một chân của mũi móc đơn cuối cùng thì chân đó móc một mũi móc đơn chân kế tiếp sẽ là chân móc của mũi dời mà mình móc vào xích đầu tiên á thì cái chân đó mình sẽ không nhắc đến nữa ha các bạn bỏ qua cho mình luôn chân đó ở phía dưới mình sẽ có được ba cái chân móc mà mình móc ba cái mũi dời nè một mũi dời mình kết thúc phần cánh đài đầu tiên đây mũi dời thứ ba là bắt đầu cho cánh đài thứ hai thì có cái chân của mũi dời nằm chính giữa này thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mình móc mũi dời đó móc một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái cánh đài đầu tiên nè ta bỏ qua cái chân móc xích và cái chân mình móc mũi dời đó nó sẽ tạo cho mình được cái phần cong cho cái lá đài ha đây cong lên như thế này tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái cánh đài tiếp theo thì từ cái vị trí này mình sẽ tiếp tục móc vào năm cái chân mà mình móc năm mũi móc đơn nè bỏ qua cái chân đầu tiên ha chân đó là chân mình móc mũi dời thì cái chân mà mình móc mũi móc đơn á móc vào đó một mũi móc đơn chân kế tiếp mình sẽ móc mũi nửa kép cho cái phần cánh đài của mình nó to ra mình sẽ có bốn mũi nửa kép vào bốn chân ha nửa kép thứ hai nè nửa kép thứ ba và nửa kép thứ tư ta sẽ có được 5 mũi một mũi đơn và bốn mũi nửa kép tiếp tục sẽ là cái chân của mũi móc xích thứ bảy chân đó mình sẽ tạo cái điểm nhọn cho phần cánh đài móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ở đây các bạn có thể sử dụng mũi móc đơn cũng được hoặc là mũi nửa kép cũng được ha mình sẽ sử dụng mũi móc đơn cho nó có cái độ bầu hơn móc hai mũi móc đơn nè sau đó móc lên 3 mũi móc xích để tạo cái điểm nhọn và tiếp tục từ đây mình sẽ di chuyển kim xuống phía dưới đâm kim vào cái đường nằm ngang của mũi móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời sau đó tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc xích thứ bảy đó mình tiếp tục móc hai mũi móc đơn nữa để mình hoàn tất cái điểm nhọn này ha còn lại năm chân móc của năm cái mũi móc đơn phía dưới thì năm chân đó làm tương tự, móc bốn chân liên tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng là một mũi móc đơn ha. Đây, nửa kép đầu tiên nè. Tiếp tục nửa kép thứ hai. Nửa kép thứ ba vào chân thứ ba và mũi nửa kép thứ tư vào chân thứ tư. Còn lại một chân của mũi đơn cuối cùng thì mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn móc vào đây một mũi móc đơn ha sau đó tiếp tục kết thúc thì mình bỏ qua cái chân của mũi dời này bỏ qua luôn cả cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc ở phía dưới và đâm kim vào cái chân mình móc mũi dời nằm chính giữa móc vào đó một mũi dời mình hoàn tất được cánh đài thứ hai ha sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái cánh còn lại cho đến hết Sau khi hoàn tất được đến cái cánh đài cuối cùng mình sẽ có 6 cái cánh như thế này Thì để kết thúc mình đâm kim vào cái chân của cái mũi dời mà mình bắt đầu ở cái cánh đầu tiên á Móc vào đó một mũi dời Sau đó mình kéo dài cái sợi len lên và cắt len Lúc này sợi len của mình đang nằm ở mặt phải Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc Sau đó kéo sợi len ra phía sau Và các bạn sẽ tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta sẽ hoàn tất được cái phần đài của hoa như thế này ha nó sẽ có cái độ cúp lại nè tiếp tục bây giờ mình sẽ móc cái phần cánh thì để ý ở cái hàng móc mà mình móc cái chân phía ngoài còn lại cái chân phía trong nó sẽ tạo ra một cái đường móc như thế này các bạn sẽ lật cho mình để mình thấy cái đường móc rõ hơn ha mình sẽ tạo cái phần cánh hoa ở bên trong đưa cho mình sợi len nè các bạn sẽ đưa ra phía sau ha mình có thể đâm kim vào một chân móc bất kỳ đây là cái sợi len thừa mình kết thúc nè ta có thể đâm kim vào một chân móc bất kỳ hoặc là đâm kim vào cái chân sát với cái sợi len này ha sau đó kéo cái sợi len qua chân móc tùy vào cái độ nở của cái phần nụ hoa mà các bạn sẽ gây nên cho mình cái xích tương đương với lại cái phần đài thì ở đây nè mẫu này mình sẽ móc với cái độ nở vừa phải thôi ha nó chưa có được nở lắm nè thì cái phần cánh ở bên trong nó sẽ có cái độ cao sắp xỉ bằng với cái phần đài còn cái mẫu nụ này nè mình muốn cho nó có cái độ nở nhiều hơn nên cái cánh ở bên trong nó sẽ cao hơn so với cái phần đài nó sẽ có cái độ nở khác nhau ha thì ở đây mình muốn cho nó có cái độ nở vừa phải thôi nó vẫn còn là búp ha nên các bạn sẽ gây nên cho mình 8 mũi nó nhiều hơn so với cái phần đài một mũi thôi mình sẽ gây nên là 8 mũi móc xích 3 4 5 6 7 và 8. Được tám mũi tạo được cái độ cao cho cái phần cánh hoa rồi nè, thì mình làm tương tự giống như là cái phần lá đài, bỏ qua chân thứ tám, móc vào chân thứ bảy một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho các chân còn lại. Trừ một chân móc cuối cùng á Mình có mũi móc đơn thứ ba nè. Khi móc nhớ dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu lúc này mình gây nên 8 mũi nhiều hơn so với cái phần đài một mũi nên mình sẽ có tổng cộng là sáu cái mũi móc đơn vào sáu chân nằm chính giữa ha cao hơn so với cái phần lá đài một mũi nè còn lại một chân móc xích cuối cùng thì móc vào đó một mũi dời cách móc nó sẽ tương tự như cái phần lá đài mình sẽ có được chiều cao của cái phần cánh như thế này nhưng mà khác với cái phần lá đài khi kết thúc mình sẽ móc 3 mũi dời vào ba chân liên tiếp còn đối với cái phần cánh các bạn chỉ móc cho mình hai mũi dời vào hai chân thôi ha. Chân đầu tiên nè và cái chân thứ hai. Đây, mình chỉ có hai cái mũi dời vào hai chân khi mình kết thúc thôi, chứ nó không có ba mũi giống như cái phần lá đài. Từ cái chân móc mà mình móc mũi dời kết thúc thứ hai đó, các bạn tiếp tục móc lên cho mình một cái cánh tiếp theo. Móc lên 8 mũi móc xích nè. 2 3 4 5 6 7 và 8 sau đó mình sẽ móc tương tự giống như cái phần cánh đầu tiên và các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết vòng mình sẽ có tổng cộng là 8 cánh ha ta sẽ bỏ qua chân thứ 8 móc vào chân thứ bảy mũi móc đơn sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại mình sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân Còn lại chân móc xích cuối cùng thì móc vào đó một mũi dời. Sau đó di chuyển kim xuống cái phần đài, mình sẽ móc hai mũi dời vào hai chân. Và từ đây tiếp tục móc lên cái phần cánh tiếp theo ha. Sau khi móc đến cuối hàng mình sẽ có tổng cộng là 8 cái cánh như thế này ở cái cánh cuối cùng nè mình móc một mũi móc xích kết thúc rồi thì cái mũi cuối cùng các bạn sẽ đâm kim vào chân mà mình bắt đầu đâm kim để tạo cái phần cánh luôn móc vào đó một mũi dời và từ đây mình sẽ tạo cái phần cánh ha phần cánh thì sẽ làm tương tự giống như cái phần đài mình có sáu cái chân móc mà mình móc sáu mũi móc đơn nè thì các bạn sẽ làm lần lượt tương tự giống như cái phần lá đài bỏ qua cái mũi xích đầu tiên móc vào mũi xích thứ hai một mũi móc đơn từ cái mũi xích thứ ba thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép móc tương tự cho mình cho đến hết. Mình sẽ có nửa kép đầu tiên nè. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Được 5 mũi vào 5 chân rồi ha, với cái mũi móc đơn là 6 mũi nè. 6 mũi vào 6 cái chân mũi đơn đó thì tiếp tục cái chân kế tiếp mà mình để ý sẽ là cái chân móc xích thứ 8 thì chân móc xích thứ 8 đó các bạn cũng có thể móc mình mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn cũng được ha móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn nè và chân thứ 8 ha sau đó móc lên 3 mũi móc xích tạo điểm nhọn đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên có cái đường nằm ngang móc vào một mũi dời sau đó tiếp tục móc hai mũi móc đơn vào chân móc thứ 8 đó tạo được điểm nhọn cho phần cánh rồi thì các chân còn lại mỗi chân là một mũi nửa kép ta có 5 mũi nửa kép vào 5 chân mũi thứ ba nè tiếp tục mũi thứ tư và mũi thứ năm sau đó đâm kim vào chân mũi mũi móc đơn cuối cùng móc một mũi móc đơn bỏ qua cái chân của mũi dời ở cái chân móc xích đầu tiên ha từ cái cánh này đến cánh tiếp theo ở đây mình có hai cái chân mà mình móc buổi giờ nè thì mình bỏ qua cái chân mà mình móc buổi giờ kết thúc đâm kim vào chân mà mình móc buổi giờ để tạo cánh thứ hai á móc vào đó một buổi dời đây ở đây có hai chân nè móc vào cái chân mà ta bắt đầu móc lên hàng xích á và từ đây mình sẽ móc cái phần cánh thứ hai ha cánh thứ hai thì mình cũng làm tương tự giống như cánh đầu tiên từ cái điểm này móc cho đến hết và các cánh của mình cũng làm tương tự giống như cái cánh đầu tiên ha Sau khi đã hoàn tất được đến cánh cuối cùng rồi, ta móc một mũi móc đơn vào chân cuối cùng rồi ha. Thì các bạn tiếp tục kết thúc đâm kim vào cái chân mà mình bắt đầu móc cái phần cánh đầu tiên á. Móc một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn cũng làm lần lượt đâm kim từ trong ra ngoài vào chân mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa thì mình sẽ có được cái phần cánh như thế này phần cánh của mình nó sẽ nhiều hơn cái phần đài là hai cánh thì khi mà các bạn chụm cho mình các cái phần cánh lại nè thì cánh này nó sẽ chèn lên cánh phía trên một tí ha giúp cho cái phần cánh của mình nó có cái độ dày hơn bây giờ mình sẽ móc cái phần nhụy ở bên trong nè thì đối với cái phần nhụy cái màu của nhụy tùy vào cái độ nở của phần à, nhụy mà các bạn sẽ chọn cho mình cái màu phù hợp hơn ha mình sẽ chọn màu xanh lá nhạt để mình móc cái phần à, nhụy ở bên trong còn những bạn nào mà móc cái phần nụ nó có cái độ nở hơn thì mình có thể sử dụng màu nâu ha Để mình tạo cái phần nhụy ở bên trong Nó sẽ có cái độ nở hơn nè Đầu tiên tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu hoàn tất được sáu mũi móc đơn vào vòng tròn nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên hoàn tất có sáu mũi móc tạo ra sáu chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai mình sẽ móc mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên hai mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho năm chân kế tiếp ha chân thứ hai móc hai mũi móc đơn. Hoàn tất được đến chân cuối cùng thì vòng thứ hai này mình sẽ có 12 mũi móc đơn. Kết thúc vòng nè. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba mình đang có 12 chân móc. 12 chân móc đó móc cho mình cụm móc một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc ha nó sẽ tương tự như công thức của hàng thứ hai ở cái phần đài đây như công thức này ha một mũi móc đơn vào chân đầu tiên và hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ hai mình sẽ có được cụm đầu tiên móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng mình sẽ có là sáu cụm liên tiếp cụm thứ hai nè Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ ba. Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Và cái kích thước này nó đã bằng với cái kích thước của cái phần đài phía dưới nè. 18 mũi ở cái hàng cuối cùng này. Thì mình sẽ kết thúc vòng ha, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Từ hàng thứ tư thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa do nó đã có kích thước bằng rồi, mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 18 mũi móc đơn vào 18 chân móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc nữa cho cái phần đài của mình nó sẽ có được một cái chiều cao chiều cao của cái phần nhụy này khi các bạn đưa vào bên trong của cái phần nụ thì nó sẽ có cái chiều cao bằng một nửa so với cái phần cánh Thì sau khi mình đã hoàn tất được thêm 2 cho đến 3 hàng móc cho cái phần nhụy ở bên trong nó đã có được cái độ cao như thế này rồi nè. Đến điểm kết thúc các bạn có thể cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Đối với những bạn nào mà xiên á, các bạn sử dụng cho mình cái sợi len này, mình sẽ khâu vào bên trong của cái phần uh, nụ hoa ha. Đây các bạn có thể khâu cho mình ở cái mép này. Hoặc là để nhanh chóng và dễ dàng hơn, cái phần nụ của mình nè, nó sẽ có cái độ cúp thì các bạn có thể cắt cho mình một đoạn len ngắn thôi. Sau đó mình sẽ dùng keo nến để mình dán cố định cái phần nhụy này vào trong nụ hoa ha Cắt một đoạn len vừa đủ thôi nè Sau đó mình sẽ sử dụng keo Các bạn sẽ bôi cho mình keo ở cái phần nụ hoa ha Bôi ở sát cái phần cánh nè Các bạn có thể bôi cho mình khoảng tầm 2 phần 3 hoặc là một nửa của cái phần vòng tròn này trước Sau đó mình sẽ đưa cái phần nhụy Các bạn sẽ đến cố định cái phần nhụy này ở vị trí này mình sẽ đợi khoảng tầm 5 cho đến 10 giây cho keo khô lại. Sau khi phần keo của mình đã khô thì còn lại một cái khoảng cuối cùng ở đây. Thì cái khoảng này các bạn sẽ sử dụng cho mình gòn nhồi, mình sẽ nhồi vào bên trong. Các bạn sẽ nhồi cho mình thật là nhiều gòn vào bên trong cho cái phần đài ở bên dưới cũng như là phần nhụy ở bên trên nó căng ra ha. Đây, nhồi thật nhiều vào. Sau khi đã nhồi hoàn tất rồi thì mình sẽ tiến hành bôi keo ở một nửa còn lại. Và các bạn sẽ đến cố định cho mình cái phần nhụy vào với cái phần cánh ha. Mình cũng đợi khoảng tầm 5 cho đến 10 giây cho keo khô lại. Sau đó bây giờ mình sẽ tiến hành dán cái phần cánh. Ở cái phần cánh thì sử dụng cho mình keo nến các bạn sẽ dán cho mình 1 phần 3 của phần cánh từ dưới lên nè. Đối với cánh đầu tiên thì mình sẽ dán ở mép bên phải trước. Sau đó tiếp tục ở cánh thứ hai thì mình sẽ uh, chích keo ở 1 phần 3 toàn bộ phía dưới luôn ha. Cánh thứ hai thì các bạn sẽ xếp chồng lên cánh thứ nhất như thế này. Và mình sẽ làm tương tự cho các cánh còn lại luôn ha. Mình cứ bôi 1 phần 3 từ dưới lên sau đó mình sẽ xếp chồng lên với cánh mà mình vừa đính lại. Đối với cái cánh cuối cùng thì các bạn cũng bôi cho mình 1 phần 3 ở bên dưới nhưng mà cái cánh cuối cùng mình sẽ xếp chồng lên cánh mà mình vừa vừa dán nè. Và mình sẽ đẩy cái cánh đầu tiên lên bên trên. Các bạn sẽ chích keo cho mình ở cánh đầu tiên ở cái một cái phần còn lại ha. Đây thì mình sẽ có được cái phần nụ hoa như thế này, nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này ha. Sau khi đã dán được hoàn tất cánh hoa rồi mình sẽ dán cái phần đài. Phần đài thì các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình mình sẽ bôi cái vòng tròn phía dưới cũng như là 1 phần 3 của cái lá đài sau đó mình sẽ kéo căng cái lá đài này lên và dán lên cái phần lá ha sau đó các bạn sẽ dán tiếp tục cho mình cho các cái lá còn lại khi dáng cố định được hoàn tất thì mình sẽ có được một cái phần nụ hoa hướng dương như thế này đối với cái phần nụ này tùy vào cái độ nở của phần nụ mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái chiều cao của cánh cho phù hợp với cái phần lá đài ha và cái phần ngờ nhụy ở bên trong mình có thể thay đổi màu tùy thích bây giờ mình sẽ móc cái phần lá nè đối với phần lá thì ở đây mình đã móc sẵn một chiếc lá như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ha đầu tiên thì chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài dài hơn so với chiều dài của phần lá sau đó tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên cho mình 10 mũi móc xích ha móc xích đầu tiên mũi thứ hai 3 4 5 6 7 8 9 và 10 hoàn tất được 10 mũi móc xích tạo cái độ dài cho phần lá móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân thứ 10 đồng thời khi đâm kim vào chân thứ 10 các bạn sử dụng cho mình kẽm lá ha kẽm lá nó sẽ có kích thước nhỏ như thế này các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái đoạn kẽm này lại mình sẽ đưa cái phần kẽm này vào bên trong mũi móc luôn khi móc thì mình sẽ giấu luôn cái đoạn kẽm này vào trong mũi móc giống như cách các bạn giấu sợi len thường ha đưa cái đoạn kẽm này vào chính giữa kim với lại sợi len nè sau đó mình sẽ móc vào mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc cho mình một mũi nửa kép Còn lại 8 chân móc kế tiếp thì móc cho mình 7 mũi kép đơn vào 7 chân ha. Kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai, nhớ là móc dấu luôn cho mình cái đoạn kẽm nha. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ bảy nè. Khi hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào 7 chân thì còn lại một chân móc cuối cùng thì chân này mình sẽ tạo cái điểm nhọn cho phần lá móc vào chân cuối cùng đó ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba khi được ba mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng đó rồi thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cho cái phần kẽm nó nằm ở chính giữa như thế này ha gặp đôi cái phần kẽm này lại nè móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục cái chân cuối cùng đó móc thêm ba mũi móc kép đơn vào cùng chân móc nữa ta sẽ có kép đơn thứ tư nè kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu thì cái chân móc cuối cùng đó mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn và 6 mũi này nó sẽ cách nhau là một mũi xích ở đây ha các chân còn lại thì mình sẽ móc đối xứng bên này móc mũi gì thì bây giờ mình sẽ móc mũi ngược lại ha mình sẽ có 7 mũi kép đơn vào 7 chân trước kép đơn đầu tiên nè khi móc thì mình cũng giấu sợi len thừa và đoạn kẽm vào trong mũi móc ha kép đơn thứ hai Khi hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào 7 chân rồi thì còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó mình sẽ có chân kế cuối là mũi nửa kép, móc mũi nửa kép vào chân kế cuối nè. Và chân cuối cùng sẽ là mũi móc đơn ha. Như vậy là ta hoàn tất được vòng đầu tiên của cái phần lá. Tiếp tục đến vòng móc thứ hai, để kết thúc cái vòng đầu tiên này bắt đầu móc vòng thứ hai. Các bạn từ đây di chuyển kim đến cái chân mà mình vừa móc mũi móc đơn kết thúc á. Móc vào đó tiếp một mũi dời vào cái chân móc này ha một mũi dời vào đây sau đó mình sẽ đẩy các cái kẽm cũng như là sợi đen thừa qua một hướng và mình di chuyển kim đến các chân bên này mình sẽ móc vòng thứ hai chân đầu tiên mà mình gặp sẽ là chân mũi móc đơn móc cho mình vào chân mũi móc đơn đó một mũi móc đơn tiếp tục là chân của mũi nửa kép thì móc mũi nửa kép còn lại 10 chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc mũi kép đơn cho đến cuối ha mình sẽ có 10 mũi kép đơn và 10 chân thì chân cuối cùng mà mình gặp sẽ là chân của mũi móc xích nha. Kép thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ 10 nè. Khi có được 10 mũi kép đơn ta có được cái hàng ở phía bên này như thế này rồi. Thì chân kế tiếp sẽ là chân của mũi móc xích. Thì ở đây sẽ có cái khoảng trống giữa 6 mũi kép đơn cùng một chân móc nè. Cái khoảng trống đó sẽ móc cho mình một cụm tương tự các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn vào khoảng trống đó. Kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Từ đây mình sẽ tạo điểm nhọn cho phần lá, móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, cũng đâm kim vào cái đường nằm ngang như thế này, móc vào mũi dời. Ta tạo được điểm nhọn cho phần lá ha. Tiếp tục móc vào cái khoảng trống của cái mũi móc xích đó, móc cho mình ba mũi kép đơn nữa. Mình sẽ có được kép đơn thứ tư nè, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu như vậy là cái khoảng trống đó mình có 6 mũi kép đơn và cũng cách nhau là hai mũi xích để tạo điểm nhọn các chân còn lại thì làm tương tự cho mình đối xứng như bên này chân của mũi kép đơn đầu tiên lúc này cái cụm của mình nè nó sẽ có cái độ dày nó che đi mất cái mũi đầu tiên ha đẩy cho mình cái độ dày đó qua thì chân đầu tiên sẽ là cái chân này nè móc vào đây cho mình một mũi kép đơn sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại thì mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi kép đơn vào 10 chân ha. Kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng đó, chân của mũi nửa kép là chân kế cuối móc một mũi nửa kép vào đây. Tức là chân của mũi gì thì mình sẽ móc mũi đó ở bên trên ha. Tiếp tục chân cuối cùng sẽ là mũi móc đơn. Và kết thúc lúc này mình cũng đâm kim vào cái chân móc mà mình móc mũi dời Kết thúc của cái vòng đầu tiên á Chính giữa của hai cái cọng kẽm nè, móc vào một mũi dời Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha Ta hoàn tất được cái phần lá nè thì ban đầu mình có chừa ra một đoạn len dài hơn so với cái chiều dài của phần lá Lúc này các bạn sẽ giữ cho mình cái vị trí của cái đoạn len đó kèm với hai cái cộng kẽm, hai cái đầu kẽm nè. Mình sẽ sử dụng sợi len dài mà mình vừa cắt, các bạn sẽ quấn cho mình quanh cái phần kẽm. Thì cái sợi len thừa của mình lúc này nó sẽ giữ ở vị trí này. Nó giúp cho khi mà mình canh chỉnh cái phần lá nó không có bị hở cái phần kẽm ở cái góc mà mình vừa cột ha. Quấn cho mình một đoạn vừa đủ nè. Sau đó nó dùng keo nến đến cố định lại. như vậy là ta sẽ có được cái phần nụ hoa và cái phần lá ha bây giờ mình sẽ lắp cái phần cành vào sử dụng kẽm đâm vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên của cái phần đài đâm lên trên phần nụ ở bên trong để cho nụ hoa nó bám sát vào trong cái cành nó không có bị nhúc nhích sử dụng thêm kẽm lá đâm vào vị trí này sau đó canh chỉnh cho kẽm lá nó đều lại lúc này các bạn sẽ kéo thật mạnh lại cho cái phần kẽm lá cái phần cành mình giữ nguyên ha và mình sẽ guốc cho cái phần lá nó sát với cái phần cành sau đó mình sẽ chích một ít keo ở cái vị trí này sử dụng cho mình màu len mình sẽ đưa cái sợi len chưa một đoạn vừa đủ sau đó mình sẽ quấn thật chặt ở cái vị trí sát của phần đài trước sau đó mình sẽ quấn lần lần xuống phía dưới ha các bạn sẽ quấn cho mình một đoạn vừa đủ Khi đã được một đoạn vừa đủ cho cái phần cành rồi thì mình sẽ đưa cái phần lá vào. Mình sẽ đưa một lá vào trước ha. Đây mình chưa một cái đoạn vừa đủ cho cái phần lá nè. Sau đó tiếp tục quấn. Các bạn sẽ quấn thêm cho mình một ít và mình sẽ tiếp tục đưa cái phần lá thứ hai vào. Hoặc là mình cũng có thể làm ít hơn cái phần lá này tùy vào cái số hoa mà các bạn à, sử dụng cho cái chậu hoa của mình ha. Một cành của mình có thể là một lá hoặc là hai lá. Sau khi đã quấn hoàn tất được phần cành rồi thì canh chỉnh cho mình cái phần lá cho nó có cái độ xòe. Đối với cái phần nụ hoa ở bên trên thì các bạn có thể canh chỉnh cho mình chiều cao của cái phần cánh ở bên trong để mình có thể tạo ra những cái độ nở khác nhau cho phần nụ hoa của mình ha. Mình có thể tạo ra được cái độ đa dạng hơn cho chậu hoa hướng dương của mình. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận ở bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công!